thực sự nó là không liên quan gì đến là thường nghĩ điên đồng này sẽ đi xuống giá hay là như đoạn thường không thích nữa hay là có vấn đề gì đối với những đồng này các bạn thấy là uniswap là một trong những cái mạng lưới bây giờ vẫn rất là được ưa chuộng mặc dù là các bạn thấy được là PancakeSwap swap bây giờ đang nổi lên nhưng mà cái số lượng giao dịch của PancakeSwap swap chỉ là khoảng chừng không tới 70% phần của cái số lượng giao dịch ở trên uniswap hiện bây giờ mặc dù là nhiều người bây giờ đang chơi bài taymium nói là taymium cái phí quá cao cái đó là sự thật, cái sự thật là cái phí trên mạng lưới của Ethereum bây giờ rất là cao, đó không gì gọi là phủ nhận được hết, nhưng mà cái vấn đề đây là Ethereum vẫn là một cái nền tảng mà các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều những cái đồng bây giờ nhiều hơn là PancakeSwap rất là nhiều và cái mạng Ethereum không liên dịch cũng cao hơn và Uniswap là một cái mạng lưới mà có cái tính thanh khoản rất là cao và hiện bây giờ tuy là cái phí cao, đó là sự thật nhưng mà các bạn thấy được là cái phí cao là chỉ khi nào mà các bạn sử dụng cái số tiền nhỏ mà thôi Bây giờ ra thì như thường chia sẻ trong những cái video trước đây đó Hầu như chúng ta đã bị chia làm đôi Những người nào mà sử dụng Uniswap á, là những người mà giao dịch số lượng lớn Như như các bạn giao dịch là 20.000, 50.000 đô Thì thực ra mà nói các bạn trả các phí là mười mấy đô các bạn cảm thấy là cũng không vấn đề gì tại vì các bạn giao dịch tới mấy chục ngàn đô thì trả cái phí của mười mấy đô thì nhiều bạn cảm thấy rất là rẻ tính theo phần trăm nhưng mà nếu các bạn giao dịch chỉ có là mấy trăm đô hay là một ngàn đô mà cái phí lên tới mười mấy hai mươi đô thì bạn cảm thấy đó rất là đau rất là nhiều nhưng mà những bài nào mà giao dịch nhiều thì sẽ cảm thấy là cái phí phần trăm rất là nhỏ hy vọng là các bạn hiểu của sự khác biệt đó cho nên những người mà sử dụng Uniswap bây giờ đó có thể là những cá voi những người mà có nhiều tiền họ di chuyển số lượng lớn cho nên cái phí đó họ không được như đề tại vì cái phí ở trên mạng lưới của Ethereum nên là không phải tính theo là các bạn giao dịch bao nhiêu tiền mà cái phí đó là cái phí ấn định tùy theo tình hình của thị trường cho nên các bạn thì được là tình hình mạng lưới mà tắc nghẽn thì phí sẽ cao nhưng mà cái phí cao đó là ấn định ở cái mức thời điểm đó các bạn có giao dịch là một triệu đô la hay là các bạn giao dịch 10 đô la thì cái phí cũng như vậy mà thôi cho nên bây giờ mạng lưới của Uniswap là mạng lưới mà hầu như có nhiều người có tiền sử dụng còn mạng lưới của PancakeSwap hay là những mạng lưới khác trên sàn Binance và cái phí rẻ hơn thì hầu như bây giờ là những người thông thường sử dụng rất là nhiều cả hai mạng lưới bây giờ vẫn đang rất là nổi nhưng mà cái mạng lưới mà có nhiều đồng nhất bây giờ tính thanh khoản cao giao dịch nhiều vẫn là Uniswap thì Uniswap của mình thấy được là thuận đã thu mua từ những ngày đầu tiên mình thấy được là Uniswap thì chỉ ra đời cách đây là khoảng chừng mấy tháng mà thôi hồi tháng 9 của năm 2020 thì lúc đó thường đã chia sẻ là thường đã thu mua Uniswap ở cái mức là 3 đồng 88 cent thường nhớ là như vậy ở cái thời điểm đó thì ba đồng 88 cent và trung bình giá một thời gian thì giá của Uniswap tăng lên rất là mạnh. Các bạn thấy được là mua từ cái mức 3 đồng mấy 4 đồng mà bây giờ Uniswap đã lên tới là 20 đồng thì cái phần lời đã rất nhiều rồi. Và tôi cảm thấy là đối với cái phần lời như vậy đó, đồng Uniswap cứ tiếp tục lên nữa hay là không thì đương nhiên là có thể. Nhưng mà đối với cái phần lời cao như vậy thì tôi nghĩ là hợp lý hơn nếu như mà đẩy trở về premium ở thời điểm này. Và Yen.finance cũng vậy, các bạn thấy được Yen.finance thì đã có một cái sự tăng trưởng mạnh lúc mà cái cơn sốt DeFi nổi lên vào năm 2020 nhưng mà sau đó thì đã có một thời gian dư you nợ know, Finance đi xuống dưới 20.000 đô trong một đồng và đây là cái thời điểm mà thường bắt đầu có những đồng Wi-Fi và các bạn thấy được là cho đến bây giờ thì cũng đã lời được à, cái phần trăm cũng rất là tốt cho nên thường đã theo quyết định là bây giờ so với lại Ethereum thì Ethereum thường cảm thấy là có cái khả năng tốt hơn tại vì Ethereum tuy là đã có sự tăng trưởng nhiều thật ra chúng ta nhìn vào Ethereum đi thì trong vòng 30 ngày qua tăng trưởng 38,8% và cho vòng năm qua tăng trưởng 581% thì cũng là một cái sự tăng trưởng rất là cao mặc dù là nhiều bạn cảm thấy là Ethereum thì cứ đi từ từ cảm thấy không biết là khi nào có cái sự đột phá nhưng mà chúng ta nhìn vào thời gian dài hạn hơn thì các bạn thấy là trong vòng một năm qua giá Ethereum đã tăng rất là nhiều rồi tăng tới 581 Phần trăm, trong vòng một năm vừa qua, trong vòng 12 tháng vừa qua thì đã có sự tăng trưởng rất là đột biến Nhưng mà tại vì Ethereum vẫn chưa có cái sự tăng gấp đôi sau khi pha đinh cũ Như là Bitcoin cho nên nhiều bạn cảm thấy là Ethereum không có cái sự tăng trưởng nhiều à, Và thường vẫn nghĩ là Ethereum là một trong những cái dự án mà đối ba thân Thuận thường cảm thấy là với cái giá này thật sự là rất là tốt Cho nên thường tiếp tục muốn đẩy mạnh cái việc thu mua Ethereum ở cái thời điểm hiện tại đó là lý do tại sao không liên quan gì đến là Thuận không thích tầm Uniswap hay là dân tộc Finance mọi nghĩ là đây là hai đồng mà cũng có rất nhiều tiềm năng chỉ có là phần trăm lợi nhuận nó quá cao cho nên để giảm đi rủi ro thì đẩy qua Temium là cái lựa chọn của thuận và nói tới Temium thì các bạn thấy được chúng ta có một số những thông tin như là cái thông tin này được chia sẻ theo tài liệu Crypto Quan thì chúng ta thấy được là Ether đạt đến mới ngày hôm nay như là đã chia sẻ ở đầu video nhưng mà thời điểm này rất khác so với cái thời điểm của năm 2018 các bạn cũng nên nhớ là cái giá cao nhất của Premium đợt tăng trưởng kỳ rồi là không phải là năm 2017 mà đầu năm 2018 tháng 1. Đó chính là lúc mà Premium đạt được cái mức là 1.400 đô đầu tiên. Và các bạn thấy được là thời điểm đó so với giờ khác nhau rất nhiều. Thời điểm đó đầu năm 2018 thì các bạn thấy được là khi mà Ethereum có sự tăng trưởng của cái đỉnh đợt đó đó chính là cái đường màu trắng này là giá Ethereum đầu năm 2018 thì lúc đó đạt được khoảng chừng là 1.400 đô thì các bạn thấy là bên dưới này cái đường màu xanh dương này đó chính là bao nhiêu Ethereum được nạp lên trên sàn thì các bạn thấy được là cái số lượng Ethereum nạp lên sàn rất là nhiều ở thời điểm đó tại vì sao thì người đổ Ethereum lên sàn để mà bán đi đó là lý do tại sao và chúng ta thấy được là kỳ này thì Ethereum ngày hôm nay đạt đỉnh mới các bạn thấy cái đường màu trắng ở trên màn hình này hôm nay đạt đỉnh mới nhưng mà các bạn thấy là cái đường màu xanh dương bên dưới này thì như thế nào đường màu xanh dương bên dưới này thì chúng ta thấy được là không có sự tăng trưởng như năm 2018 có nghĩa là tuy nghĩ là giá đạt đỉnh mới nhưng mà chúng ta không thấy dấu hiệu là nhiều người đổ Ethereum lên trên sàn để mà bán chúng ta vẫn thấy được là không có nhiều người nạp Ethereum lên mà thậm chí Ethereum càng bị mất đi và càng bị mất đi trên sàn cho nên chúng ta thấy cái đường màu vàng bên dưới này đó chính là bao nhiêu Ethereum rời khỏi sàn thì càng ngày càng tăng lên bắt đầu là từ khoảng giữa năm 2020 và chúng ta nhìn vào cái biểu đồ mà các bạn quen thuộc đây chính là cái biểu đồ là bao nhiêu Ethereum trên những sàn giao dịch đó thì chúng ta thấy được là cái đường mà màu đỏ bên trên này là cái số lượng Ethereum trên những giao dịch thì các bạn thấy được là đã đi xuống rất là mạnh bắt đầu là từ tháng 8 của năm ngoái đã đi xuống mãi cho tới ngày hôm nay. Các bạn thấy được là cái số lượng Ethereum trên sàn bị mất đi và mất đi có nghĩa là càng ngày càng nhiều người lấy Ethereum và đem ra khỏi sàn và chúng ta thấy được là cái sự ảnh hưởng đến giá cả là ngược lại, càng nhiều người rút Ethereum ra khỏi sàn thì giá lại càng tăng trưởng. Tại vì sao? Tại vì cái nguồn cầu mất đi mà nguồn cung cũng như vậy hay là tăng lên thì giá sẽ tăng lên. Thì như bạn sẽ hỏi là thì tại sao mà chúng ta lại thấy được là cái số lượng Ethereum trên sàn bị mất đi như vậy? thì chúng ta cần phải nhìn vào cái tài liệu on-chain uh, của Ethereum thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tài liệu liên quan tới là những cái địa chỉ ví của Ethereum thì gần đây hoạt động như thế nào. chúng ta nhìn vào là cái tình hình bây giờ ở trên mạng lưới của Ethereum thì những địa chỉ ví phân phối như thế nào? thì các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví mà có ít nhất là một số lượng Teemium trên đó, nghĩa là không phải là có không đồng Teemium mà có bất cứ một số lượng Teemium nào thì đã tăng lên và tăng lên và tăng lên đây là cái dấu hiệu cho thấy được là càng ngày lại có càng nhiều người hứng thú với lại mạng lưới của Ethereum cho nên họ mới tạo cái ví và trong ví đó có nhất là một cái số lượng nào đó Ethereum cho nên rồi chúng ta thấy là cái số lượng ví mà có trên 0,01 Ethereum đã có cái sự tăng trưởng trong thời gian gần đây trong vòng 2 năm qua các bạn thấy được là cái số lượng ví mà có hơn 0,1 Ethereum có nghĩa là chúng ta thấy đi giá bây giờ là khoảng 1.900 đô thì bị 0,1 là khoảng là 190 đô thì cũng tăng trưởng rất là nhiều trong vòng 2 năm qua nhưng mà chúng ta thấy được là cái địa chỉ ví mà có hơn một Ethereum thì không có sự thay đổi các bạn thấy được là trong thời gian gần đây có nghĩa là thời điểm tháng 2 năm 2020 thì cũng tương tự như là cuối năm 2020 không có sự thay đổi nhiều mặc dù đã có một cái đợt đi xuống nhưng mà bây giờ cái số lượng địa chỉ ví mà có ít nhất là một đồng Ethereum đã tăng lên trở lại như là tháng 12 thì những cái thông tin này cũng không gì gọi là quá đặc biệt nhưng mà các bạn thấy là bắt đầu chúng ta nhìn vào những địa chỉ ví mà có hơn 10 đồng ethereum nghĩa là cái giá bây giờ là 1.900 đô thì những địa chỉ ví mà có ít nhất là 19.000 đô ethereum thì các bạn thấy đã có một cái sự đi xuống trong thời gian gần đây các bạn thấy được là những địa chỉ ví mà có hơn 100 đồng ethereum cũng như vậy các bạn thấy đã có cái dấu hiệu đi xuống và đặc biệt hơn là những địa chỉ ví mà có hơn 1.000 đồng ethereum thì cũng có dấu hiệu đi xuống thì các bạn thấy được là tại sao lại như vậy mà ngược lại các bạn thấy được là những cái địa chỉ ví mà có hơn 10.000 đồng Ethereum thì lại có cái dấu hiệu tăng trưởng rất là mạnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người mà có cái số lượng Ethereum khoảng chừng là hơn 10 đồng Ethereum, 100 đồng Ethereum, hơn ngàn đồng Ethereum thì họ có dấu hiệu là chốt lời ở thời điểm này. Nhưng mà ngược lại, khi mà họ chốt lời thì những cái Ethereum đó đi vào đâu? Những cái tiền đó đi vào những cái ví của những người mà có hơn 10.000 đồng Ethereum. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào một tài liệu thường để chia sẻ trên những mạng xã hội hồi sáng này Thì các bạn thấy được là có một biểu đồ Cái biểu đồ này cho các bạn thấy được là ở bên trên này là cái tình hình là Ethereum càng ngày càng bị mất đi trên sàn Thì câu hỏi là những đồng Ether đó đi về đâu Thì các bạn thấy được là bắt đầu từ tháng 8 năm 2020 thì cái hiện tượng là Ether mất đi trên sàn đã xảy ra nhưng mà Cùng thời điểm đó khoảng chừng tháng 9 của năm 2020 Thì các bạn thấy được là bên dưới này Cái đường màu xanh dương này là cái số địa chỉ ví Ether có hơn 10.000 Ethereum đã tăng lên có nghĩa là Ethereum rời khỏi sàn nhưng mà lại được thu mua bởi những người mà có ít nhất là 10.000 đồng Ethereum nghĩa là tương đương với 19 triệu đô la thì chúng ta thấy được là tài liệu này với tài liệu này cho các bạn thấy được là một cái hình ảnh tổng quát là những người mà có hơn 10 đồng Ethereum, có hơn 100 đồng Ethereum, có hơn 1.000 đồng Ethereum chút lời nhưng mà số Ether đó lại bị thu mua bởi những người mà có hơn 10.000 đồng Ether có nghĩa là chúng ta thấy được là cái tình hình bây giờ thì cá voi đang tích lũy Ether rất là nhiều và đây cũng là tình hình mà chúng ta thấy tương tự đã xảy ra đối với Bitcoin trước khi mà có cái sự tăng trưởng mạnh về mặt giá cả chúng ta nhìn vào cái tài liệu tương tự liên quan tới Bitcoin đi thì các bạn cũng đã thấy được là cái số lượng người mà bán Bitcoin đó bây giờ là những người mà có hơn 10 đồng Bitcoin có nghĩa là các bạn thấy là cái giá bây giờ là khoảng chừng 51.000 đô thì những người mà có khoảng chừng là 510.000 đô la là những người mà chốt lời và cái số lượng người mà mua là những người nào đó chính là những người mà có hơn 1.000 đồng Bitcoin các bạn thấy được là cái số đi chi phí mà có 1.000 đồng Bitcoin đã có cái sự tăng trưởng từ cái thời điểm là cuối tháng 12 cho đến bây giờ bây giờ thì đã có một cái sự đi hàng ngang điều chỉnh là một chút nhưng mà các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin này rời khỏi những địa chỉ ví mà có hơn 10 đồng Bitcoin thì thường nghĩ là lại đi trở vào những địa chỉ ví mà có hơn 1.000 Bitcoin thì đây cũng là cái tài liệu tương tự cho nên bây giờ thường thì nghĩ là tình hình là chúng ta thấy là có một ai đó có thể là cố tình hay là vì một lý do nào đó giá Ether không có sự bùng nổ nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là rất nhiều những cá voi đang thu mua Ethereum ở thời điểm bây giờ và đây chính là dẫn chứng và đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và ở cái phần cuối của video này, tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin chi tiết hơn về những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital. Trong đó chúng ta có những cái ưu đãi như là các bạn có thể đăng ký được những bonus cũng như được giảm cái phần trăm phí giao dịch. Các bạn thấy là một trong những sàn rất nổi tiếng đó chính là sàn Binance.com hay còn gọi là Binance Quốc tế. Đây là cái sàn Binance mà đã có từ năm 2017. Và các bạn thấy là đây là một cái sàn mà chúng ta có thể nhận được 20% phí giao dịch spot giảm hay là 10% phí giao dịch future giảm khi mà các bạn thông qua link của Thuận Capital Các bạn có thể bấm vào một trong hai link này Link màu xanh dương hay là link màu vàng Thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy là kickback rate là 20% nghĩa là các bạn sẽ được trả lại 20% khi mà giao dịch ở trên sàn Binance thông qua link của Thuận Capital thì các bạn có thể là bấm vào một trong hai link các bạn đều có thể được hưởng cả hai 20% phí dịch spot được giảm và 10% phí giao dịch future sẽ được giảm và nhiều bạn hỏi thường là giao dịch spot giao dịch gì giao dịch spot là một cái giao dịch thông thường sàn binance thì các bạn thấy được đây là một cái sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ us trader nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ thì các bạn cần phải sử dụng sàn binance us bên dưới này cũng có link đăng ký các bạn bấm vào còn về một sàn mà có hỗ trợ us trader hiện tại đó chính là sàn LMT. Đây là một cái sàn margin có chế độ copy trade như là các bạn có thể copy lại những cái trader khác và hiện bây giờ cũng có những cái ưu đãi độc quyền đến từ MT như là các bạn có thể là nhận được bonus. Cho đến cái ngày là 26 tháng 2, bonus có thể lên tới là hơn 400 đồng USDT tùy theo là các bạn nạp vào bao nhiêu tiền vào sàn Demitri này. Những chi tiết sẽ nằm bên dưới. Và đương nhiên các bạn tham gia bất cứ một cái dịch vụ nào, ở trên danh sách này các bạn đều có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây. Đây là cái link để các bạn có thể điền đơn vào nhóm nhân hỗ trợ. Đội thôn Capro sẽ hỗ trợ các bạn về những cái thắc mắc liên quan đến sử dụng những cái dịch vụ này. Và các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào sàn margin nổi tiếng, sàn margin Bybit Thì bây giờ thì các bạn tham gia thì cái phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10% Sàn Coinbase, một sàn mà hiện bây giờ đã đang hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia Thì bây giờ thì sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ Việt Nam Đây là một cái sàn mà tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi các bạn có thể là tham gia thông Linh Thuận Capital khi mà các bạn mua 100 đô crypto đầu tiên Các bạn sẽ được tặng 10% sau khi mà đã thành công mua 100 đô đầu tiên sang Prime XP Team thì bây giờ có bonus 5% khi mình nạp tiền các bạn có thể là nhập cái mã thuận C để nhận được bonus này các bạn có thể bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm hay là các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng lending có lại các bạn có thể là gửi đồng Ethereum, Litecoin, Bitcoin và một số đồng khác vào trong cái ứng dụng BlockFi này và có thể nhận lại hàng tháng và bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn gửi tiền vào BlockFi tùy theo các bạn gửi là bao nhiêu bấm vào xem chi tiết đây là một cái ứng dụng mà thường đã xài rất là lâu rồi và đương nhiên crypto khoan đây là cái ứng dụng mà hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhưng mà nào mà tham gia thông minh của thuật capital thì có thể nhận được 30 đô la credit lần đầu tiên khi mà các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng và bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm và đây là những cái thông tin mà thuận mang đến cho các bạn liên quan đến cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tại biệt các bạn